Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay hãy like, à, bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, à, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của ông Hai thứ. Thì ông Hai quê ở Tiền Giang và ông chia sẻ một cái câu chuyện này á, xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi à, ông nếu mà ông nhớ không nhầm là độ khoảng 48 49 năm gì đó à, lúc đó ông hai vẫn còn trẻ chỉ khoảng là mười, mười mấy hai mươi thôi một câu chuyện kể về một con quỷ các bạn à, rồi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện ha cái nhà của ông hai lúc đó thì ông ở với ông bà cổ rồi anh chị em trong nhà cũng còn hai ba người chưa có chồng có vợ nữa mà nhà thì nằm ở cặp mi đường cặp mấy cái đường lộ chính á và câu chuyện xảy ra chỗ con quỷ nó ở là ở nằm sâu ở khúc sau ở trong cái đường cột ví dụ như cái đường chính thì đi sâu từ phía đường chính á đi sâu vô cái phía sau hè độ khoảng chừng gần 400 thước thì nó có một cái đường cộ nhỏ Và cái đường cộ đó bà con người ta hay gọi là cái con đường tắt thay vì các bạn đi ở ngoài đi ngoài đường lộ chính đi các bạn đi từ vị trí hai cái số đi mất khoảng đi bộ mất khoảng 30 phút ví dụ vậy thì ở trong cái đường cộ đó chỉ cần đi khoảng 15 phút thôi thì lúc đó đó ở cái đường cộ này người ta cũng đi tới lui rồi người đi qua củi người đi nảy nọ đi đi hoài các bạn rồi có người đi đồng mà cái con quỷ này nó ở thì nó ở đâu nó ở cái vị trí là ở 2 phần ba cái đường cộ này nè tức là từ trong nhà của ông hai đi thẳng vô là tính cái đoạn đầu đi 2 phần ba có nghĩa là đi khoảng ba cây số thì mới tới cái đoạn đó tại vì cái đường này nó, kéo dài tới cả năm tận năm cây số luôn các bạn rất là dài thì sau này là, là, là như là ông Hai chia sẻ là người ta mở cái đường lộ chính trong đó luôn đó Nhưng mà thời điểm đó thì chưa nha Đó thì lúc đó chưa ai biết gì hết Và không ai biết là chỗ đó có dông hay là không có dông Đặc biệt chỗ đó có một cây gòn Mà cây gòn này rất là lớn nha Ta nói hỡi mà mà tới cái mùa mà nó ra trái đó Ta nói đừng nói tới các bạn xung quanh những cây xung quanh Khi mà cái trái nó già rồi bung ra đó nha kể như là cái bông của nó nó rụng xuống là nó trắng mấy cây xung quanh là các bạn mường tượng được cái độ lớn của cây gòn rồi ha nhưng mà con quỷ này nó không ở trên cây gòn đó mà nó ở xung quanh cái khu vực đó mà bà con không có biết là nó ở đâu chỉ là nói chỗ cây gòn là nói để chúng ta biết được cái vị trí gần nhất cái con quỷ nó ở ta mường tượng cho được cái người đầu tiên bị nhát có thể nói là uh, ông Cồ, là bai ruột của uh, ông Hai á. Cái hôm đó là ông Cồ ông đi với một người bạn. Là hai ông đi trong đó đi bộ, đi xéo qua cái dách bên cái nhà vườn của hai đó. Là đi tới đó để mà trồng cây uh, đắp mô cho người ta đó. Cũng đi làm thuê thôi. Thì... Uh, bữa đó xong giống như đi hoài ngày nào cũng đi chứ đi làm trong vòng năm sáu ngày vậy thì nó xong cái hôm xong đó, thì cái ông chủ nhà ông có kêu là thôi bây giờ uh, chiều nay làm xong thì uh, tôi sẽ đãi cho ông bữa uh, anh em uh, ngồi uh, nhậu nhạc chơi với nhau trong cái nhóm người đó thì cái người mà đi chung với uh, ông cò á ổng về trước rồi ông nhậu yếu lắm ông nhậu chừng hai ba vòng rồi ông về trước mà lúc đó khoảng 5 giờ chiều rồi mấy em kia mới giữ lại Uh, nhậu chung cho vui còn kiểu mà văn quê đi về ban đêm ban hôm 8 9 giờ tối 9 10 giờ tối là cái chuyện bình thường ông cò cũng mở lại nhậu nhạt vậy đó nhưng mà ông cò cái đô lúc đó là là, là là, là, mạnh lắm nha mà rượu mỗi lần không phải như mình bây giờ mà cỡ một vụ có bốn ba mấy bốn chục độ không á các bạn vụ, mà mà nấu ra không à cái uh, ông cò cũng nhậu thì lúc đó nó cũng hơi ngà ngà sai rồi trong cái lúc nhậu thì cái ông kia ông mới nói là thôi bây giờ tôi uống liên tục 3 ly nữa là tôi đi về rồi 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 rồi, rồi ai uống với tôi đi thì thấy ông ông đô cứng nè cho nên ông cò không phải là thách đố gì mà kiểu mà nói cho nó vui vậy đó ông mới dứt ba ly dứt xong cái tự nhiên ông say sẵn mặt mày đi làm như nó thấm á nghe à. ông mới vô trong trại ông nằm ông nói chuyện nào mà tan nhậu thì thì thì, thì kêu tôi đến chừng mà mọi người lại kêu ông á là ông ngủ được tiếng mấy hai tiếng đồng hồ rồi ông mới ngồi dậy em hỏi người này có mấy giờ rồi người nào cũng nói là khoảng 10 giờ rưỡi à, à, anh ơi thôi giờ chia tay à, nhà ai nấy về nghe không? rồi chỗ để dọn dẹp thì dọn dẹp chỗ cần làm thì làm làm xong rồi ông cồ ông mới vác cái, cái 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 cuốc á ông đi về do là nhậu cũng cứng mà thêm ngủ được dắt một tiếng mấy đồng hồ cho nên là ông còn cũng khỏe rồi có cái là cũng còn hơi rượu vậy thôi ông mới đi bộ lai ra lai ra giờ chết bây giờ mình đây đi đây là đã ba cái số rồi mới về tới nhà mà đi ra cái đường chính là cũng như là gấp đôi á cũng như cái sáu cái số ai mà đi đi bộ đi sao nổi đó thì ông mới đi ông đi đang đi đang đi bình thường vậy đó cũng đâu có đó gì cái đường này ông đi hài rầm mà đâu có gặp ma gặp miết gì đâu hồi trước đó thời gian thì còn có nha nhưng mà gần đây là có như là, là, mấy năm trời nay là không hề có còn cũng đi bình thường vậy đi 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 mà không đi tới gần cái chỗ cây gòn này các bạn như cách gần trăm thước tới cái chỗ cây gòn á thì ông mới nghe cái tiếng văn vẳng văn vẳng là một cái tiếng hát có một cái là nghe không có rõ được cái câu chữ thay vì người ta nói gặp ma là nó rên hoặc là ru con hoặc là nó 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 nó, nó hầm hè này nọ còn cái này là ông nghe như cái điệu giống như là cái, cái giọng hát vậy đó. Ừ, nghe, nghe y chang như là, là một ai ngăn nga hát cái gì đó. Nhưng mà nghe cái chữ thì nghe không có rõ. Ông nói, ủa sao giờ này mà có cái tiếng hát, thí dụ như tiếng hát mà đàn ông con trai á. Thì nhằm khi người ta đi một mình người ta buồn, ta hát ngăn nga, ngăn nga, vô vơ chơi. Còn này sao mình nghe cái giọng của bạn của gái. Mà đàn bà anh gái nửa đêm nửa hôm vừa đi vừa hát gì Ông mới nghe ông thấy lạ 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 đi Ông mới dán ông lục lọi cái trí nhớ trong đầu ông có cái đường cổ này có tổng cộng bao nhiêu cái nhà Hồi đó trong cái đường cổ này người ta cũng có rất là nhiều người mà mà mà, mà ở trong đây nha Nhưng mà cái nhà người ta ở thì có khi là hai ba cái gần nhau có khi là là, là, là một cái cách một cái đâu nửa cái số vậy mới có một cái nó sẽ rất là thưa thì ông mới mường tượng cho ông nhớ là cái gần cái chỗ này thì nó có một cái nhà cái nhà này là của ông bà uh, tư nếp thì ông bà tư nếp này có là ba đứa con rồi một thằng con trai có vợ rồi ở trong nhà mà con vợ nó là nào giờ đâu có um, uh, ca hát gì đâu còn con ba thì nó có chồng rồi nó ở nhà chồng nó không nghe nó nó ca hát gì còn con Út lại càng không Mà không lẽ Bữa nay con Út nó tập tành nó hát hay sao đâu á Mà nó hát cái tiếng trong nhà nó mà cho chỗ nhà của ông đó thì cách cái chỗ cây gòn là độ khoảng là Tới 200 thước lặng nhưng mà do là ban đêm Nhưng khi hát hơi lớn, Thì nó sẽ vang tới cái chỗ ổng Mà ông nghĩ nói nếu mà nó hát nó hát trong nhà như là ba má nó đi công chuyện đâu hết trơn rồi mà nó hát lớn như vậy Ông cho ba má nó ngủ thì bao nhiêu cái suy nghĩ nó nó, nó len lỏi trong đầu ông bị giang ông lắng cái lỗ tai ông nghe thêm chút xíu nữa thì vẫn nghe cái tiếng hát con cái nghe chữ là không rõ các bạn phải nhớ là chữ là nghe không có rõ đi ra nó hát cái từ gì từ gì thì không có rõ nha nhưng mà cái âm điệu nghe như cái giọng một cái, cái, cái người đàn bà con gái nào đó là hát mà thôi kệ đi tại vì cái nhà của mấy người nhà kia thì người ta cũng cặp cặp vô cái bí đường cột còn cái nhà của ông tư nếp á, thì ông nằm thục vô bên trong đâu có cái trăm thước mà nó cách đây hai trăm thước nữa thục vô bên trong các bạn thục vô bên trong cái đường á thôi kệ đi bây giờ nó ai hát hát kệ người ta ông mới đi thì ông đi 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 một hồi tới cái đoạn cây gòn thì ông không nghe hát nữa ý lạ nếu như mà con út nó hát á, thì mình đi càng gần càng gần lại thì cái tiếng hát nó phải càng rõ không lẽ bây giờ nó nghỉ hát rồi Nó kệ nó mình đi về giác cuốc tình tan tình tan đi đâu qua chỗ cây gòn được ở trăm thước có nghĩa là còn trăm thước nữa tới nhà con mà tôi nếp á cái ông cổ ông mới thấy là hình như là có một ai đó, đó. một ai đó nha ở cái khoảng năm chục thước và năm chục thước đó là nằm ở giữa vị trí của ông cồ và cái 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 nhà cái nhà của ông tư Niếp mà cái nhà ông tư nếp thì thụt vô bên trong cả trăm thước thì có nghĩa là nó sẽ xéo như vậy nha các bạn bạn hãy mường tượng cái đường ngay thẳng vậy nè còn vị trí của ông cò thì đứng ở đây đi. thì phải xéo vô bên trong chứ không phải là, 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 là ngay ra phía trước nha thì ở cái vị trí 50 thước đó đó cái vị trí xéo đó đó ở ngay chính giữa thì ông làm như ông thấy có người nào đó là đang ở trong đó mà hát lần này ông lại nghe cái giọng hát nữa ông có thấy kỳ quái đi cái nhỏ này nó lẽ con của anh tư mà nó ra đây nó tập hát hát hò gì mà hát hò phải nghe chữ nghe nghe, nghe, nghe từ chứ mà sao không nghe cái từ nào chứ mà cái, cái âm điệu vẫn nghe như vậy thì lúc này ông mới nghi nghi ông nói không lẽ là ma nó nhát mình mà ông cồ thì các bạn biết hen không? không sợ ba đâu mà từ quỷ hay sao á chứ ma không sợ đâu ông mới là lấy kỳ cuốc mà ông cuốc cái cục đất ông cuốc cục đất ông cầm cục đất trong tay á ông mới hỏi ai trong đó ai trong đó vậy ông dòm cái dáng giống như là ai trong đó đó mà dòm không có không có ra thì không có tiếng trả lời nha mà cái tiếng như là... cứ hát, hát, hát vậy đó ông bực mình quá ông nói bây giờ không trả lời là tôi cầm đất tôi chọi vô à cũng không trả lời vậy trơn á thì lúc này ông mới lấy đất ông chọi mà ông chọi ví dụ như ông nói là cái điểm đó là ông nghi có người phải không thì ông chọi cặp bên chứ không phải là ông chọi ngay vô trong đó ông chọi cặp bên mà ông cũng không thấy là cái âm thanh hay là một cái tiếng động hay là bất kỳ một cái gì nó phản hồi lại giọng hết trơn ông nói rồi rồi vậy là ma nó nhát thiệt rồi bây giờ nghĩ là ma rồi đâu phải người mà không phải người thì cần gì phải né ông mới lấy đất ông tô thẳng vô trong cái bụi ngay cái bụi mà ông nghi là có người mà cái khoảng cách là là, là gần 50 thước cầm cục đất trội đó cũng là dắt giả lắm nha các bạn chứ phải chơi nha trội rào 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 vô đó rồi á thì nó im không hát nữa im ru Ông mới nói về ổng nói thôi mày đừng có nhát tao nữa nghe mày gặp ai chứ gặp tao mày nhát mày hẹn trước mặt với tao sợ mày chưa chứ mày nhát thì nói xong cô không thấy cái gì hết trơn ông đi về ông đi về vậy là ông đi ngang cái 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 nhà của ông tư nếp thì như ông đứng ở ngoài đường nè là ngay vô trăm thước sẽ tới nhà của ông tư nếp ông mới đứng được kiểu mà theo thói quen thôi ông dòm vô một cái ông dòm vô thì ông thấy là ở trước sân nhà của ông tư nếp hồi đó ông có chồng làm hai cái mít mà sao á ông thấy giống như là ủa sao cái gì vậy không lẽ là phơi cái gì mà 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 hai cái mít nó cách nhau độ khoảng là 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 năm sáu thước mà cái khoảng cách cái trăm thước nữa Rồi ban đêm ban hôm nữa mặc dù là trời có trăng nhưng mà không thể nào ông dòm rõ được tới cái mức độ mà hình như là ông thấy là cái nhà đang treo một cái gì đó từ cái mít này qua cái mít nọ mà nó trắng phiêu vậy ha ông nói ủa sao nhà anh tư bữa nay treo gì kỳ vậy cà anh tư anh làm cái gì hay là anh treo cái chài giống như cái chài cá một lần á các bạn mà ông nói cái chài của anh tư thì nó cũ rồi nó ngã màu rồi nó làm gì mà nó còn cái màu mà trắng ngắt như vậy mà thôi kệ đi nhà anh treo gì anh treo nhầm khi anh đi đâu đó anh kiếm được cái gì rồi anh đem về anh treo lên rồi anh phơi mình đi về mà không hiểu làm sao làm như ông cổ bị khiến các bạn ông phải đi vô ông đi vô để ông coi bằng được coi là, hai cái mít thì cách nhau năm thước mà sao mà mà có cái gì nó treo trắng phiếu ở, trên... ở giữa giữa cái mít như vậy cái ông mới dối ông đi vô ông đi vô và ông nghĩ rằng á vô cho coi cho biết đứng từ xa cỡ cách cho mười thước hai chục thước đồ coi thôi chứ không có đi gần vô nhầm khi người ta cũng tưởng mình là, là, là ăn trộm này nọ rồi nó công là, là hiểu lầm nó mới đi gần, gần 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 vô thì cái mít các bạn hai cái mít mà nó cách nhau năm thước hen là cái tán cái cành lá của nó đưa nó, nó đâu lại với nhau á cái mít nó lặn lớn lắm là nó đâu lại là cũng gần đụng nhau rồi đó cách nhau chừng thước mấy à ông đi vô thì ông thấy càng đi vô ông thấy càng nhỏ mà sao hồi nãy ông đứng ở ngoài đó đáng lý nhìn xa mình thấy bự lợi gần nó phải bự hơn chứ đằng này ở xa thì ông thấy nó rõ ràng vậy mà lợi gần thấy nó càng ngày càng nhỏ Đồ kỳ okay, ta mình nhậu vô dụng mắt mình nó nhà mình dòm hồi nãy chỗ kia thì ông nghĩ là ma nó nhắc ông đó nhưng mà chỗ này là cũng nhà cửa của ông tư mà ông mới đứng ông dòm 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 nghiêng có nghiêng dòm thì nó ủa sao cái gì trắng trắng gì trắng trắng rồi ông lại tiếp tục nghe ông nghe y chang như cái giọng hát hồi nãy ông giật mình nha ông mới dòm lại cái 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 cái, cái trắng ngang trắng mà treo đó đó thì lúc này ông mới thấy các bạn ô nó ngồi vậy nó ngồi mà nó ngồi từ cái giống như là mấy cái cái, cái đọt mít bên đây với cái bộ đọt mít bên đây mà nó ngồi ở đó nó vắt vưởng ở đó đó rồi hát nó quay cái mặt lại nó giờ mà ông nó cố tình nó cho ông thấy mặt mà nó quay cái mặt lại ông thấy hai cái nanh ông không có thấy rõ là cái mặt của nó là, là lồi lõm ra làm sao nhưng mà hai cái nanh nó mặc bộ đồ trắng nha giống như là hồng ma màu trắng vậy đó tóc nó xỏ xuống dài thon dài đến vậy mà nó lồi ra hai cái nanh cho ông giờ ông giật mình ông mới la lên trời ơi quỷ 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 ông la ông la quay đầu ông dục cái cuốc cũng chạy mà ông chạy 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 như vậy đó nha ông cứ nghe theo kiểu là lâu lâu mà ông mệt ông dừng dừng lại thì ông nghe thì cái giọng hát này cái giọng hát của ông quỷ chứ gì nữa có nghĩa là nó theo ông nhưng mà nó không có hiện hình cho ông thấy hay sao đó mà lúc đó ông ông đã sợ rồi cho nên là ông chạy mà ông cứ nghe cái tiếng hát là mệt cỡ nào mệt cũng gắng chạy nữa thì cuối cùng cái đêm đó ông còn cũng chạy về tới nhà nhưng mà về tới nhà rồi ông cài rung làm cặp làm cặp làm cặp ông bước vô nhà bà cò phải chờ cửa đó nó ông làm gì bữa nay mà ông đi uh, lâu giờ vậy mình mấy sao mà chèm nhem ướt nhẹp vậy ông chạy mùa hôi mồ mù cơi đổ ướt ướt áo hết trơn giờ thêm có mùi rượu nữa mà lúc này ông đâu có dám nói ông mới đi vô trong nhà ông đi vô trong nhà ông cũng không có tắm rửa gì ông áo ra rồi ông mới lấy cái cái, cái khăn đó. ông nhúng nước ông lau sơ cái người ổng rồi ông nói thôi đi ngủ đi bà ơi có gì sáng tôi cởi bà nghe đến sáng cái ông cổ ông bệnh đi thường thường người thường mình mà gặp những cái đó hay dễ bệnh lắm các bạn ông mới bệnh thì ông bệnh như vậy cái bà cổ mới hỏi là ừ, ông nhậu sao mà nhậu cho dữ vô rồi rồi, rồi bây giờ bệnh hoạn nữa rồi thôi đó để kêu thằng, à, thằng hai à, đi mua thuốc cho ông đó cái mới kêu kêu à, à, ông hai thứ kêu ông hai cái ông hai ông cũng ra ông đi lại cái chỗ cái ông hồi đó là không là, 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 có mua thuốc tây mà cái kiểu uống mấy thuốc nam á các bạn rồi lại ông kêu ông bắt mạch hút thuốc nhờ nhờ ông thầy về bắt mạch hút thuốc á ông thầy cũng về bắt mạch ông nói thì anh đâu có gì đâu chẳng mà tối hôm chắc ngủ không được ha ờ, mệt người cũng yếu người ha thì cũng chỉ vậy thôi nhưng mà lúc này ông còn biết rồi ông nói là thôi kêu làm chi rồi tôi cũng mệt rồi thầy hốt cho tôi vài thang thuốc uống cho khỏe được rồi đó à, thì ông thầy cũng lúc nào cũng đi cũng đem tham mấy là mấy thang thuốc mấy cái bệnh thông thường của trong sớm này nọ đó ông mới đưa cho hai thang để nấu uống đợi cho ông hai thứ ông thấy con trai đi ra rồi thì ông cồ lúc này ông nói với bà cồ ông kể lại như vậy ông nói là tối đêm hôm tôi nghe con quỷ nó hát rồi tôi tò mò tôi vô tôi dòm là cuối cùng tôi thấy nó treo quất vưởng trên hai cái mít nhà của anh tư nếp á cái bà cô mới mới lo bà nói nếu mà vậy là phải cúng ông ơi cúng thì bệnh ông mới hết được hai vợ chồng cái mới đem ra cúng thì lúc đó mới nghĩ là con 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 quỷ nó ở trên hai cây mít của nhà ông tư nếp thì trước khi cúng á phải gặp ông tư nếp nói chuyện trước chứ không chỉ chuyện nhà cửa người ta tự nhiên mình đem cái sang nhà mình cúng kiến đâu có được thì bà cô mới nói vậy đó không thôi, hồi nãy tôi biết con không kể cho thằng hai nghe sợ nó sợ tại vì nó cũng hay đi cái đường đó nhưng mà con cái là con mình nó hay đi đường đó thì càng phải nên kể cho nó biết để mai mốt nó có nghe những cái âm điệu đó về con quỷ á, thì nó tránh nó né cho nên nó tò mò giống ông, giống ông vậy lỡ mai cái mạng số nó nó, nó hợp quỷ nó hấp hồn con mình sao thì sau đó cái cũng kể kể cho ông hai ông nghe ông nghe xong là cũng hơi lạnh lạnh bởi vì ông biết là nào giờ tía mình có khi nào mà, mà 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 sợ ma đâu chỉ có quỷ là 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 ông ớn thôi mà ông đã nói vậy rồi thì chỗ đó có thiệt ông cổ mới sai ông hai ông nói mày đi vô trong cái đất của cái ông nào ở trong sớm á là hôm đó ông uh, ông cổ tư ông cổ tư nếp á là ông màng ở trong đó đó tao giờ tao mệt quá mày vô trong mày 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 cởi lại y chang vậy rồi mày xin phép nói là là tía xin phép à, được qua cúng một cái coi coi cái ý kiến của à, bác tư mày sao thì ông hai mới đi vô ông đi vô trong đó ông mới kể cho ông cổ tư nghe khi mà vừa kể tôi nói nha bản thân của ông hai ông cũng sợ rồi ông kể tới đâu cũng lạnh tới đó nhưng mà lúc này ông hai ông mới dòm cái biểu hiện của ông cổ tư á ông mới thấy là kể tới đâu ông cầu tư người nói ông cà rút cà rút, rút người tới đó bản thân ông cầu tư là cái người sống trong cái đường cổ mà đã sống rất là lâu rồi mà lớn tuổi nữa thành ra là cái độ gan của ông cầu tư cũng không có thua gì là, 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 là ông cầu đâu ông hai không biết hoàn toàn cái điều đó vậy mà sao cái nay kỳ kể tới đâu là ông rùng mình tới đó thì kể xong xuôi đâu đó rồi á Ông cổ tư ông mới nói về Ông nói thôi bữa nay tao mặn tao về sớm Cỡ chừng 10 giờ rưỡi 11 giờ á Tao về Tao tạt ngang tao ghé qua nhà Tao nói chuyện tao thăm uh, uh, Ba mày Tía mày Sẵn rồi tao uh, Nói chuyện luôn Cái ông hai ông về Ông kể cho ông cổ nghe như vậy Ông cổ nghe ông thắc mắc liền chứ Ủa nào giờ, tôi nó nói cái độ gan là 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 anh Tư đâu có thua gì mình đâu ta mà sao mà 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 thằng nhỏ nó cởi mà nó nó, nó cởi lại anh lại rùng mình như vậy, cái cũng trông cũng chờ. Cỡ khoảng 11 giờ mấy á, thì ông à, cổ Tư ông ông mới tới nhà của ông cồn ông mới nói ông cởi lại. Ông nói bây giờ á, cái chuyện của thằng Hai nó cởi cho tôi nghe hồi sáng á, là chú thấy à, sao? chú thấy y chang vậy luôn thấy mặt nó có nanh đàng hoàng luôn hả mà ở ngay cái mít nhà tôi hả <laughs> à, phải rồi đó anh tư ơi tôi nói thiệt ban đầu tôi cũng tưởng đâu con gái anh nó tập hát tập hò gì đó nhưng mà tôi thấy nó kỳ kỳ ở cái chỗ là tại sao mà lại trước sân nhà anh lại ngay chỗ hai cái mít mà tôi thấy từ xa rồi thấy lớn tôi lại gần tôi lại thấy nhỏ rồi cuối cùng mới tôi dòm sao mới tôi dòm tôi dòm ra cái hình dáng của nó là nó mà có hai cái năm nhà thọ sáng nay tôi bệnh tôi mới định vậy vậy đó, đó. thì ông cò ông mới nói hết cho ông tư nghe ông tư lúc này ông mới vô ông ngồi ông uống nước rồi ông kể ông nói nếu mà chú đã thấy vậy rồi thì thôi tôi kể cho chú nghe luôn chứ tôi cũng chưa định kể nữa ta nói không phải là chưa cúng kiến đâu nhà tôi cũng cúng kiến rồi tại anh thấy nó nhà chú thấy đó nhà nó gần gần chỗ đó đâu có nhà nào đâu chỉ có nhà tôi thôi cách lên xuống dài ba trăm thước là có những cái nhà tôi thôi ông cầu tư mới kể lại như vậy ông nói là không phải là mới đây đâu. trước đó một tháng mấy rồi thì cái hôm đó trong nhà của ông thì ông mở với ai ông cầu tư ông cầu tư nè bà cầu tư nè rồi ông hai nè thì cô ba thì cô có chồng rồi cô ở bên nhà chồng thì không nói với lại cô út với lại bà út thì do là ông hai sẽ trùng với lại ông hai thứ bảo sẽ gọi là ông ba đi rồi còn 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 bà còn lại mà chưa có chồng mà kêu là bà út thì ông ba con của ông tư bữa đó là đi màng về cũng bình thường khoảng giờ trưa còn bà út nè rồi vợ của ông ba bà ba nè rồi ông bà cụ tư là ở trong ở trong đồng màng cho cái chỗ khác còn ông thì ổng mặn chỗ khác. Thành ra là ổng về một mình ơn vậy thì tự vô trong bếp nấu cơm nấu nước này nọ ăn. Ổng vô ổng mới uh, nấu nồi cơm, ổng ngồi ổng canh ổng chừng cho sôi lên á cho đến cả sắc cái nước xuống rồi đó. Thì ông ông, ông làm lửa than ổng đợi đó. Thì khô ổng cũng để chung vô nồi cơm ổng hấp. Cạn nước rồi ổng để khô vô ổng hấp. Ông đi ra ngoài. Đi ra ngoài cái cũng đi ra sau hè vậy đó đi vòng vòng cho nó mát vậy các bạn đâu cũng cỡ 11 giờ mấy á nha ông mới đi vô ông ăn cơm ông vô trong nhà ông ngồi ông ăn cơm ở trong bếp bới cơm này nọ đang ngồi ăn ông mới nghe là cái âm thanh giống như người ta hát ông mới nói ủa cái giọng này sao không có giống giọng vợ mình cũng không có giống giọng của con út còn má mình thì làm gì mà hát vậy ai cả không lẽ ai đi ngang qua đây rồi đi uh, chưa nắng rồi mệt thì vô chỗ uh, hai cây mít của mình là là là, là, là ngồi uh, nghỉ mệt rồi hát hò này nọ ông thấy vậy mới bưng tô cơm ông ba bưng tô cơm đi ngay ra ông đi ngay ra ông nghĩ là uh, chắc ai đó ngồi chỗ cây 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 mít nhà mình tại dưới mấy cây cái, cái mít đó ông có đợi mấy cái khúc cây vậy các bạn khúc cây này mình ngồi được sao mà ông ra ông không thấy ai hết ủa ông mới đi qua bên hông nhà giờ trước giờ sau này nọ mới nghe cái giọng lanh lảnh lanh lảnh vậy nè thì bây giờ mà bước ra làm gì mà không gặp chắc chắn một trăm phần trăm sẽ gặp tại vì gần đây đâu có nhà cửa ai đâu mà nhầm khi ta vô cái nhà đó nhà nọ này nhà này nhà, này, nhà kia ông có thấy lạ cái mới ngồi ngồi xuống nó ngủ kỹ thôi ông đi ra sẵn ra cho cái mít rồi ông mới ngồi lên mấy cái cây đó đó ông, ông ngồi ông ăn ông ăn ông ăn vừa xong cái ông mới đi vô mà ông đi vô ông suy nghĩ trong đầu khoảng nó ủa sao làm như mình ngồi mình ăn mà có ai giờ mình vậy đó sao mình dờm không thấy cái điệu điệu giống như kiểu mà tâm linh vậy trời thì nghĩ thôi chứ không phải là là là, là, là quá sợ về cái điều đó ông ba cũng đi vô đi vô cái cũng cơm nước này nọ giữa chén xong xuôi đâu đó đóng cửa đi mặt cũng bình thường nghe cho đến tối thì hai vợ chồng mỏng do là, là là lúc đó là uh, bà ba thì giống như là có dấu hiệu chứ lúc đó là không phải cho mình bây giờ mà có có thai hàng tháng một tháng ngoài là, là đi khám bác sĩ là biết rồi còn hồi đó đâu có đấy khi ba tháng hơn là người ta mới biết bụng như bụng có trồi bự lên rồi đó thì nó mới nghi còn cái biểu hiện đó, cái biểu hiện giống như là uh, có mùi tanh ói này nọ ha thì có thì lúc đó là bà ba đang trong cái giai đoạn đó tối đêm đó bà bà ngủ với chồng hai vợ chồng ngủ ở ngoài cái 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 buồng ngoài các bạn lúc mới cưới thì ở cái buồng trong tại nhà cũng 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 nhỏ đợi sau này cắt thêm một cái nhà kế bên, mà từ từ chứ giờ chưa có tiền hai chồng ngủ đỡ ở ngoài trước vậy đó còn bà út với lại bà à, bà cầu tư á thì ngủ trong buồng còn ông cầu tư thì ông ngủ cái mùng ở dưới bếp á cái bà ba bà mà đang ngủ vậy đó mà kiểu giống như làm như là mới có thai làm như là hành này chiều ăn cá sao không biết thành hành bà đi ói thì không ói nhưng mà ngủ thì ngủ không được cái bà mới nghe bà mới nghe cái tiếng hát cái âm điệu thì, thì thì, bảo không cần phải nói nữa nha bà nghe cái tiếng của của nó hát thì nói vậy mọi người hiểu ha mà mới ráng mà lắng bà nghe không biết có ai đi ngang không hát như vậy mà cái giọng này sao không nghe cái câu cái chữ gì hết trơn bà nghe lần đầu lần thứ hai này nọ lâu lâu á Có chữ cái 10 phút 15 phút hát lần 10 phút 15 phút hát lần mà nó phát ra từ ngoài trước á bà cũng giờ 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 mà bây giờ không thấy ai cái tới cái lần thứ ba này nọ bà bà chịu không được bà chịu không được đi bà mới khều bà khều ông ba bà nói là anh, anh 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 có nghe cái tiếng giống như là ai mà 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 ngăn nga hát không sao mà em nghe lúc này ông ba ông mới ấy thức dậy thật ra mà nói á, là bản thân ổng có nghe một lần trong lúc ngủ nè có nghe một lần thì cái lúc mà ổng nghe ổng mới nhớ lại cái vụ hồi trưa ổng mới nghĩ không lẽ là gần nhà mình có ma rồi mà, mà ma ma cởi nó vô nhà đâu có được nó cởi bà đó mình ở nhà ở ngoài đường cộ này nọ cũng vắng người dương khí không có thì ma cỏ là chắc có <laughs> mà kiểu nó rên rên nó giống cái giọng hát nó nó nhát mình thôi cởi đi ngủ nhưng mà lúc này nghe vợ nghe vợ kể cho mình nghe như vậy ông ba mới lo ông nói mình thì đàn ông đàn đàn ơn không sao hồi đó giờ cũng bị ma nhát hoài còn vợ mình cứ nói mới về làm dâu đâu có bao lâu đâu rồi nó sợ nó cũng tội nghiệp nó ông mới nói ủa em nghe em nghe cái gì em nghe giống như là ai hát mà em nghe không có được cái chữ anh ơi tự dưng khi mà bà ba nói câu đó ra kể cả hai vợ chồng ai nấy cũng rùng mình chứ nổi da gà ông cò ông ba mới hỏi là vậy cho em nghe ở đâu em nghe hình như là ở chỗ hai cái mít á ở hai cái mít nó ngoài trước sân á <laughs> thì ông ba ông nói trong bụng mà ông ấy nghe là ông cũng nghe trang vậy là ông nghi rồi cái em mới nói thôi giờ em ngủ đi em đừng nghe gì nữa hết trơn á em ngủ đi còn thấy mà 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 khó chịu em lấy bông gọn nhét lô tai ngủ đi em khuya rồi không có gì đâu tại nhầm khi gió máy này nọ rồi âm thanh này âm thanh nọ thì nói nào ngay bà ba cũng biết là chồng mình đánh trong lãng bà ba cũng nghi là 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 có ma nhưng mà cái chuyện tâm linh thì ban đêm ban hôm không nên nói cái bà bởi ráng mà ngủ bà ngủ giật cho tới sáng nói chung bà cũng thức đi thức lại mấy lần tại bà kể vậy cho nó nó, 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 nó gọn sáng ra rồi là mới thấy là ông ba ông đang nói chuyện với lại ông cột ông cột tư đó thì hai tía con mới ngồi nói chuyện ông ba ông kể lại cái vụ mà ông ông cảm nhận vậy ông cột tư cũng nói thôi giờ hai đứa bay cứ màng thì cứ đi màng đi để đó tao coi giùm cho ý ông cột tư là ông muốn để ý xem coi để ý giùm là sao mà mấy cái mít của ông chồng từ nhỏ tới lớn có khi nào mà nó có con dông nào ở trên đó đâu mà sao bây giờ hai đứa con mình nó đều nghe những cái âm thanh kỳ lạ đó, ông mới để ý mà làm như nó biết ông tư ông cậu tư không để ý hay sao á? mà đâu ba ngày trời rồi, nó không hề uh, hát nữa, hay là nó do là những ngày đó là những cái ngày mà không xuất hiện được, hay là là, là uh, nó không thể nào nó hát được hay sao thì không biết. nhưng mà ba ngày ông cầu tư để ý là hoàn toàn không có gì hết mà ngay cả vợ chồng của ông bà ba cũng khẳng định là không có cái hôm đó là cái hôm mà trong nhà giống như không có việc màng chỉ màng lật vặt trong nhà thôi mà những ngày không có việc màng thì bà cồ tư sẽ cùng với bà út đi quơ củi rồi con dâu thì ở nhà uh, với, lại, uh, ba, uh, với lại ông ba với lại ông cồ tư là trẻ củi phân chia nhau vậy có nghĩa là hai người quơ thì hai người trẻ còn bà bà ba bà nấu cơm nấu nước bà cầu tư với bà út hai má con mới đi um, uh, quơ củi mà nói nào ngay á, là bà út thích là bà thích um, lụm mấy cái trái còng á các bạn trái còng mà nó 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 nó, nó cỡ ngón ca nhỏ nhỏ ngón giò cái xíu uh, nó dài vậy nè thì cái đó đem về phơi khỏi mấy công trẻ đem về phơi xong rồi nó khô lên là chụm được bà thích lụm cái đó lắm. Bởi vì mỗi lần bà đi thì bà không có cầm nhiều dây, Tại dây là là phải lấy củi đặng bó. Bà chỉ đem mấy cái thúng theo, với cái bao theo này nọ rồi bà đổ đổ vô cái gì là bà đổi về. Hai má con mới đi thường thì cũng có khi có khi đi chung, có khi thì người đi hướng mà cũng gần 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 gần, gần nhau vậy nghe. Không? Lúc đó mới đi là đi chỗ này là nó ở gờ hút cái cây gòn độ khoảng chừng dài uh, trăm thước ha trăm mấy hai trăm thước à thì bà cổ tư á, bà quơ cái đống củi đằng trước á, lụm củi khô nọ đằng trước á, là cách bà út độ khoảng chừng cũng cỡ chừng tầm nhìn tầm nhìn nhưng mà do là tầm nhìn này thì nó khoảng chừng trăm rưỡi chục thước rồi à các bạn bởi vì cây cõi nó nhiều á nó che khuất á vẫn thấy má mình lơm khơm lơm khơm lụm đằng đẳng bà út ở đây mới mới lụm lượm mấy cái chỗ mấy con cái cây còng thì lượm trái còng phải lựa mấy cái cây còng lớn này nó có trái thì mình mới lượm bà lượm lượm trái còng đã lắm là bởi vì lượm nó nhiều cái lượm mau đầy thúng lắm bà lượm đâu được hai thúng vậy rồi cái cũng hơi mệt mệt bà mới ngoái là bà dòm thì bà thấy là bà cầu tư á cũng lơm khơm lơm khơm đi lượm củi cũng gần gần đó không à bà mới ngồi xuống bà nghĩ mệt Bà đang ngồi vậy cái tự dưng cái bà mới nghe đâu mà du dương du dương Cũng y chang cũng nghe cái tiếng hát nữa Ngoái đầu à, qua ngoái đầu lợi bà dòm Ủa ai mà hát nghiêu ngao nghiêu ngao vậy Trong đây thấy có hai má con mình mà trời Cái má sợ Ủa quá sợ mà Kêu má ơi má ơi Thì bà cầu tư á Bà mới ơi Ơ gì vậy Út nhưng mà khi bà cầu tư bà ơi lên một tiếng là bà Út ở đây bà giật mình Bởi vì hồi nãy thì bà Út thấy là bà cầu tư lơm khơm lượm Ví dụ như ở cái vị trí ở cái điểm A Ví dụ như vậy Mới ngồi xuống nghỉ là chừng 10 giây vậy Rồi nghe cái tiếng hát Thì quay mặt lại Kêu má của mình thì má mình ơi lại ơi ở cái điểm D có nghĩa là nó từ điểm A tới điểm B là cũng cỡ là thí dụ như ba chục thước đi thì từ điểm A cho tới cái điểm D là là bốn điểm nó cách trăm mấy chục thước rõ ràng hồi nãy thấy lơm khơm đằng đó mà mới đây mới mười mấy giây à làm sao mà má mình có thể là lượm củi tới đây được thí dụ các bạn đi bộ các bạn chạy chưa chắc gì được chứ đừng nói là một người lượm củi đang lơm khơm gập gịt cây củi này ra rồi chặt chặt cho nó nó rồi sắp vô bằng phẳng để mà mình bó lại làm gì có chuyện đó bố bố bị giật mình bố quay ngược lại bây giờ vậy thì thấy má mình đang đứng lên giờ mình vậy nè ủa vậy con mà cái tay vẫn còn cầm cái cây giống như là bà đang vừa lấy cái cây khô ở đâu và chuẩn bị chặt á mà hai cái vị trí nó khác nhau đó, nó cho nó cách nhau một trăm mấy ngàn hai trăm thước mà mà đi lượm củi là đi là, là lòn qua lòn lại mấy cây cối này nọ chứ phải đường thẳng đâu vậy thì cái bóng hình nãy giờ mình dòm là ai không lẽ cái bóng hình nó là ma và nó nó đang hát nó nó lơm khơm lơm khơm nó hát và nó hiện hồn ra để nó nhát bà út bà út sợ quá mà la lên mà ơi, má ơi má ơi má ơi tiếp con tiếp con thì bà cồ tư ở đây bảo quăng đồ và chạy lại con ơi cái gì cái gì con mới thấy má lơm khơm rồi đó má nãy má nãy giờ đâu có lơm khơm đó đâu con má lượm đằng đây không hả à? con nhìn thấy sao vậy tức là bà út từ sớm tới bây giờ dòm đằng kia thấy cái hồn ma là con quỷ đó đó chứ không phải là má là bà cổ tư đến khi mà, 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 mà nghe cái tiếng hát rồi sợ rồi la lên mới phát hiện ra là nãy giờ mình dòm thấy ma mặt mày xanh lè xanh lét chứ bà cổ tư nó thôi đi về con ơi mẹ thấy cái gì rồi thôi bà đừng kể đi về đi về cái về tới nhà thì thấy ông cậu tư với lại ông ba đang chặt củi ở ngoài trước sân á cũng đem bó củi này vô để đó Rồi mới quắt ông cầu tư Với lại ông ba vô là kể lời Tại vì khi mà ông ba kể cho ông cầu tư Nghe cái vụ mà chỗ hai cái mít á Bà cầu tư cũng biết Bà thắc mắc rồi Bà cũng để ý y chang như là ông cầu tư vậy đó Mà cả hai vợ chồng để ý Ba bốn ngày trời không có Bây giờ con gái mình với mình đi qua củi ở một cái chỗ xa cách đây cũng có ở chừng một cây máy số vậy mà con gái của mình nó lại thấy những hình ảnh và nghe cái tiếng hát mày là hoang mang liền ông cổ tư ông mới suy nghĩ ông suy đoán nha ông nói vậy là cái cái dòng này lúc đó là ông chưa biết quỷ đâu sau này là là là, 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 là ông cồ ông kể đó thì ông mới biết là ông quỷ đó chứ còn lúc đó ông chưa biết là ông quỷ ông nói vậy là cái dông này á, kiểu như là nó cũng vắt vưởng đâu đó, đó rồi gần đây chỉ có nhà mình thôi nó chọc ghẹo là nó không biết nó ở đâu kiểu như là đêm hôm rồi nó đi ngang thấy hai cây mít thì nó giống như nó ngồi lên hai cây mít rồi nó, nó nó hát nó chọc chứ không phải là dông ở chỗ hai cây mít này thì ông đoán đúng lúc đó ông đoán đúng nhưng mà dù sao chỉ là cái sự suy đoán thôi đúng hay không là mình cũng uh, suy nghĩ như vậy thôi chứ đâu có phải chắc chắn cái điều gì Kể như là trong nhà là chỉ còn có là ông cổ tư và bà cổ tư là chưa có bị ảnh hưởng từ cái lời hát của con quỷ và chưa từng thấy hình dáng gì hết trơn. Còn ông bà ba tuy cũng chưa thấy nhưng mà cũng đã nghe cái tiếng hát. Riêng bà Út là cái người mà vừa thấy mà vừa nghe, vừa thấy cái hình dáng mà vừa nghe cái tiếng hát luôn. Cái bà cổ tư thấy như vậy bà cũng sợ cũng lo tại vì mình ở đây đâu có là đêm hôm đâu có hàng xóm gì tiếp mình đâu tại ở có nhà cách xa mới có nhà khác mà bà cầu thư và mới đi lên chỗ ông thầy bà mới kể lại là tường tặng cái sự việc như vậy đó thì cái ông thầy này ông mới đưa cho mấy cái lá bùa lá bùa thì đưa cho trong nhà đeo này nọ còn bùa khác á ông nói mới là nếu như mà nó ngự trên chỗ hai cái mít á thì khả năng nó sẽ tới lui chỗ đó rồi nó chọc ghẹo mà nhà cửa mình ở đâu mà trước sân có hai cái mít lại có hai lại có, có cái dông hồn nào ở trên đó mà ông thầy cũng nói là cái dông thôi chứ không có nói là ông quỷ ông mới đưa mấy lá bùa ông nói bây giờ á uh, trên cái mít á thì muốn treo treo muốn chôn chôn mà ông lấy trước cửa sân nhà mà để treo bùa treo bọng nó cũng kỳ thì bà cầu tư mới mới xin là chôn đó thì cũng xin bùa ông về chôn ở dưới cái góc hai cái mít dùng cái dạng lá bùa mà gối lại chôn dưới nó mít thì cần sáng nhẹ cái để xuống lắp đất lại xong Trôm chôn chôn xong rồi cái ông cầu tư mới nói là chắc cũng nó không có lợi đây nữa đâu mà còn út thì nó sợ thì bây giờ sẵn nó cũng ngủ trong buồn với má nó thôi cũng không sao ông ngủ sao biết cái cũng yên đâu yên đâu cũng từng lễ như vậy thì hôm đó vào cái ngày buổi tối ông cầu tư có mời uh, ông cậu bảy đi bảo gọi là ông cậu bảy đi có mời ông cậu bảy qua nhậu nhà ông cậu bảy thì cũng trên cái con đường cộ này nhưng mà cách nhà của ông cậu tư độ khoảng hai cái máy số. hai ông cụ ngồi nhâm nhi với nhau buổi chiều là cũng ngồi cho cái mít á à, rồi mấy cái cái ghế bằng, bằng 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 cây rồi cái bàn thì cái bàn giống như cái gốc nào đó rồi đẽo thành cái bàn cũng đơn sơ thôi cũ kỹ rồi nhưng mà hai ông cũng ngồi nhâm nhi được mà tao nói cái cảnh đồng ruộng thiên nhiên sao sau hè cây cối thì nó, nó, nó cây xanh nó nhiều rồi gió nó mát ngồi dưới hai cây mít đó thì nó cũng mát rồi ngồi nhâm nhi dài ba ly hai ông cũng hứng thú lên này nọ cũng ca cương đâu đến khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối hai ông mới ca ca nghiêu ngao nghiêu ngao nghiêu ngao vậy ha thì trong nhà cũng 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 cũng, cũng mắc cười nó trời thắc mấy bữa trước cũng nghe cái tiếng ma rồi nó nó, nó, nó hát nó ca rồi nó nhát trong nhà yên đau đường từng lễ bữa nay tía mình nhậu vô hứng rồi ca khi nào ông ca rồi cái dông nó hát theo không thì ông ba ông mới nói với bà cầu tư á ông nói giỡn vậy đó ông nói cười khà khà thì bà cầu tư bà la nó mày đêm ơn hôm bày bà nó khơi khơi thì nói xong rồi má con cũng ngồi trong nhà không à chứ cũng không có để ý gì cũng cười, cười cười vậy đó ở ngoài đây ông cầu tư với ông cầu à, bảy á mà ông cầu tư thì ông không biết hát giống như là ông cầu bảy hát thì ông chứ là ông lấy cái cái, cái tay á ông khó khó nhiều nhịp đùi này nọ thôi dùng hồi đó mà đơn đơn, đơn sơ nhưng mà nó, nó, nó có cái thú của cái điềm duyên cái sao mà ông cầu bảy ông hát á thì cái người hát á, ông có chăm chú vô cái lời hát của ông này nó ông nhớ được cái gì ông thuộc cái gì thì ông hát cái đấy còn ông cầu tư ông mới nghe ra ông nó ủa sao kỹ ta sao mà cái anh bảy ông nó thậm bụng nghe anh bảy bữa nay anh hát mà sao làm như là có cái tiếng hát theo vậy nhưng mà không có nghe rõ bắt đầu cái ông không gõ nữa ông cầu tư không gõ nữa ông cầu bảy cứ, cứ hát ông cầu tư không gõ mà ông lắng tay ông nghe ông lắng tay ông nghe thử coi là 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 là, là. tại sao mà mình cứ nghe là ngoài cái giọng của anh bảy ra còn cái giọng khác nữa mà cái giọng khác thì nghe không có rõ chữ im ông nghe ông nghe 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 thì ông nói, chắc chắn rồi ông nói Ý, có cái giọng ơ, 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 ngăn nga theo mà lại là không phải giọng của ông cậu bảy ông mới kêu ông bảy không nói anh bảy anh bảy ủa gì chú tư tôi đang hát mà mà mà, mà, mà 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 tự nhiên là mắc hứng vậy chú vô nhà anh bảy ơi lạnh quá vô nhà ngồi chơi anh bảy ơi vô nhà uống tiếp đi chói đang ngồi ở đây hứng thú trong nhà để cho mấy cho, cho cho cho, thím với lại mấy cháu nó ngủ vô trong làm gì ông cầu bảy nó ông không chịu mà ông cầu tư thì kiểu như cũng không thể nào mà 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 nó rõ ra được lâm vào trong những cái tình huống đó các bạn những người mà người ta chứng kiến những người mà người ta nghe được những âm thanh đó người ta có một cái gì đó nó nổi sợ vô hình không thể kể cái ông cầu tư ông mới nói với ông cầu bảy như nè nói anh bảy anh bảy hay là bây giờ mình cởi chuyện thôi mình không hát được không mà ông cậu bảy ông đang hứng ông đâu có chịu ông nói gì cái thì đó giờ kỳ nghe đó giờ không có vụ này nghe mà bữa nay chú làm vậy là tôi thấy là cũng uh, uh, mắc hứng anh em mà nghe bình thường uh, hát chú còn kêu hát thêm nữa bây giờ tự nhiên hát mà chú kêu tôi uh, ngưng nửa chừng ý là chú chơi tôi hát dở hay sao đâu có đâu anh bảy anh em mình nào giờ ở trong cái chỗ vắng vẻ như vậy nè thì cũng quen rồi mà có hai anh mấy anh em mình là hay nhậu nhạc chung với nhau cũng nói là hàng xóm là cũng như lân cận nhất rồi đó làm gì mà chơi anh hát vậy mà chơi vậy tôi có biết hát đâu mà tôi chơi anh cái ông bảy ông cầu bảy ông cười khà khà, ông nói rồi nó biết mà nói giỡn chọc chú vậy thôi à, thôi bây giờ muốn kể chuyện kể chuyện bây giờ chú đưa ra đề tài kể chuyện thì thôi giờ chú kể trước đi mà lúc đó thì ông cầu tư ông lo suy nghĩ tới cái vụ cái 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 cái, cái, cái dòng hát này nè cái dòng nó hát theo này nọ thôi chứ ông đâu có tâm trí đâu mà ông nhớ ra chuyện gì ông kể ông mới, mới rượu, ông mới rượu nó thôi bây giờ làm vài ly trước lấy tinh thần ông nói, thôi quên vụ kia đi dáng nhớ câu chuyện nào kể anh bảy nghe dụng dạng mấy ông lớn tuổi hồi đó chuyện này chuyện kia thiếu gì đó cái ông cầu tư ông mới kể hai ông mới kể qua người kể một câu chuyện kể lợi rồi uống rồi rồi này nọ nó cũng đến khoảng đâu gần 9 giờ nói chung hai ông nhậu thì lại dai thôi chủ yếu là, là là, là là anh em nói chuyện với nhau cho nên là cũng vui và cái sự xỉn thì chưa đến độ xỉn đến khi mà xong rồi đó ông Cầu bảy nó thôi tôi về chú tư ơi ông uh, Cầu tư thì ông không an tâm ông sợ là ông Cầu bảy đi về lỡ cái dông đó nó theo nó giác sao tại vì nãy giờ ông chưa hề nói cho ông cò bảy biết cái vụ đó ông mới kêu là thằng ba ơi mày ra mày 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 đưa bắt bảy mày về coi được đưa về cái gì tôi mà đó giờ đi không được sao mà phải nó đưa về bữa nay anh bảy ngồi hơi trễ thì bây giờ cho cháu nó đưa về cái đi có gì đâu à, thì ông cò bảy cũng không có từ chối đi mà lúc đó thì ông ba ông cũng suy nghĩ trong đầu là do là sợ ông cầu bảy xỉn cho nên là tía mình mới kêu đưa về và ông cầu tư thì cũng không nói gì với ông ba sợ nói giờ ông sợ không dám đưa cái ông ba ông mới đưa ông đưa đi về rồi ông mới đi đảo ngược lại mà các bạn biết cây máy số rồi dân nhà nông đi bộ thì cũng cỡ chừng 15 phút cho nhiêu đi tới đó thì, thì, thì về gần tới nhà là cũng gần 30 phút như vậy còn cách nhà đó có chừng trăm mấy chục thuốc hả tự dưng đang đi ngon chớn vậy trời ơi nó ca nữa các bạn không một bóng người đen thùi lùi tối hù tối thui vậy nó hừa hứa 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 thì ai mà không sợ gan cỡ nào gan chứ sao không sợ đó cái ông cầu... ý xin lỗi các bạn là ông ba ông nghe là ông giật mình rồi bắt đầu ông cảm động ông chạy liền chạy liền ông chạy về tới nhà thì tối đó ông ngủ ông ngủ nằm mơ ông nằm mơ thì ông mới thấy là ông đang đi trên đường cũng là cái đường cổ nha, ông đang đi trên đường thì có một cái cái, cái cái người cái người này thì ông không thấy mặt mà ông dòm ra là cái hình dáng của một cái người đàn bà độ chừng cái hình dáng theo có tướng tá này nọ thì cỡ chừng là ba mấy đến bốn chục tuổi thôi cái cái giọng điệu á cái âm thanh nói chuyện cũng vậy thôi mà không dòm sao không được có cái gương mặt Mà ta trong giấc mơ mà chứ đâu phải như là cái, cái thực tế đâu thì cái người này mới nói với ổng á giống như đứng nó đợi ổng nói với ổng vậy nè ông nói, tao á tao đi ngang tao ngồi chơi thôi mà cha con mày á bị đặt uh, lấy bùa uh, lấy bùa đang đang đuổi tao hả đuổi tao được không mày coi chừng đó tao mà 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 dặn lên một cái ha, là mày coi chừng mày á với gia đình mày đó. thì ông ba này đây, lúc đây ông mới ấy... trong giấc mơ ông đâu có biết ông nằm mơ đâu ông mới nói ủa bà là ai mà bà, mà mà bà dọa gia đình tôi gia đình tôi làm gì bà bùa chú vậy đây trong giấc mơ thì ông không có nhớ là cái vụ mà Ông bà còn uh, tư đi, đi đi lấy bùa. Ông ơi, nạt nộ lại. Mày biết tao là ai hả? Mày biết tao là ai là 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 mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? mắc gì không dám? Bà không quen biết gia đình tôi, tự nhiên bây giờ bà, bà lại bà hăm dọa gia đình tôi, tôi không chịu. Bà ai bà bà, bà nói đi. Tao cho mày thấy nghe. Bà mới hiện cái mặt ra Trời vô cái mặt con quỷ các bạn Hai cái nanh và thòn Ông ba ông, ông co giò ông chạy Mà kiểu nằm mơ chạy đâu có lợi Bà mới chạy lợi bà nắm đầu nha Bà nắm đầu bà nói Mày mày hả mày Nói không nghe Lần nữa tôi dặn cổ mày cái mày sợ quá kiểu mà nằm mơ mà gặp quỷ nó nó rồi giận cổ này nọ mà nó chụp được mình nữa ông la làng lên thì ông giật mình ông thức dậy ông la quát trời luôn bà ba, ba hết hồn bà dưới anh anh gì anh gì anh gì vậy à? cái gì vậy mồ hôi mồ cơi ông nọ ông đổ đầy người hết trơn ông dòm thì ổng thấy, hồi tôi hồi tôi hồi". ông thấy trời tôi hù tôi hịch ông mới không có việc có gì mà ông ông liên tục ông, ông bò xuống cái cái, cái giường á ông mới chạy vô trong bà ba cũng quán hồn chạy theo ông chạy vô trong cái sau bíp á để mà ông nói với lại ông cầu cầu tư ông nói tí ơi tí ơi người bộ tí ơi người bộ tí ơi mà thấy con mình nói cái giọng mày cà rung cà rung mà nó lại hớt ha hớt hải vậy ông cụ tư mới ngồi dậy đi ra rồi dặn cái đèn sáng lên rồi kêu cởi mày sao mà mày làm vậy ông ba không có cởi ông cởi là trong cái giấc mơ thấy vậy vậy đó thì lúc này nó không phải là đơn thuần là cái việc mà 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 trùng hợp nữa rồi ông cầu tư mới suy nghĩ ông nói ô kỳ vậy cái việc mà gia đình mình á đi lấy bùa mà thậm chí cái vụ mà chôn bùa đi lấy bùa thì có để cho đeo thì ông ông ba không biết còn cái vụ mà chôn bùa ở dưới hai cái cây mít á là ông bà cụ tư chưa hề nói cho ông ông ba nghe thì làm sao mà ông ba không biết mà không biết lại nằm mơ thấy cái vậy con cái là ông cụ tư ông mới sợ nhiều khi là vợ mình lo lắng này nọ rồi bà cụ tư sẽ nói cho ông ông, ông ba không biết rồi ông suy nghĩ giờ ban đêm nằm mơ cái mới lợi kêu bà cụ tư dậy kêu đi ra không cho cô bà út đi ra nha hỏi là bà có nói với nó không bà cụ tư nó không tôi muốn nói với nó mà sao nằm mơ thế vậy sợ rồi qua bữa sau là đi kêu ông thầy về đi qua bữa sau là đi mời ông thầy đó về ta nói mời ông về ông thấy hay là không thấy thì lúc đó mình không có biết mà ông nói là tối đêm nay tôi mới lập cái đàn ra là để tôi làm ông mới kêu đi mua cái này cái kia cái nọ những thứ mà cần thiết để cho ông lập đàn đó ông mới nói là hai cái dông này nó, nó, nó cái loại ông nói là cái dông này nó nằm ở trên cây mít tại vì lúc trước á là ông bà nói với tôi á là kể cho tôi nghe thì nó không có nhiều mấy cái việc như thế này cho nên là tôi nghĩ nó nằm ở ngoài nhưng mà hiện tại bây giờ nó muốn ở trên cái bích này hai cái lá bùa của tôi là là chưa làm được gì Nói bữa nay tôi phải lập đàn ra thì ông mới lập cái đàn ông lập cái đàn mà trong đó ai đâu biết các bạn chỉ có gia đình ông bà Cổ tư biết thôi nhà cửa xung quanh có đâu ông lập đàn xong xuôi này nọ trơn rồi cái ông đi về Ông cũng không thấy hiện tượng gì lạ nha. Thì sau đó ông mới đi về. Mà ông đi về cái giấc khuya nữa. Mà kiểu mà ông thầy bùa thầy Pháp đi về giấc khuya. khuya chứ ai ông có sợ gì đâu. Đó, thì gia đình mới nghĩ là bình thường. Mà không có biết được cái đêm đó các bạn. Mấy cái người bình thường này này thì mình khó thấy. nhầm khi hợp cái giờ cái giấc hay là cái mạng số gì đó. Thì mới thấy được cái con cái, cái, cái quỷ này. Còn rời cái ông thầy á ông chỉ nghĩ là cái dông thôi ông dòm trên hai cái mít thì ông thấy là như nó có ở qua thì ông thấy được cái âm khí gì đó thì ông nói là nó có ở trên đây ông lập đàn ông đuổi đi mà ông nghĩ là dông nếu mà dông đuổi được mà ai về đâu quỷ cái đêm đó thì ông bà cầu tư là không có biết nha không có biết là ông đi về ông gặp cái trường hợp gì và ông về ông 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 thấy cái gì vậy làm sao không biết nhưng mà bảo kể cho mọi người nghe luôn để cho mọi người nắm tình tự cái câu chuyện là cái ông thầy này ông đang đi về vậy á ông nghĩ là xong rồi cỡ mà mấy cái giông hồn bình thường ông lập đàn ông ông, ông, ông vẽ chữ bùa ông ông trắng kiểu đó thì không có dám về, về đâu không có dám ở đó đâu cũng đi thăng, thăng về nghe nó hiện hình đứng trước á. đứng trước á mà nó đợi ổng nó đợi ổng ổng đâu có biết là 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 là, 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 là quỷ đâu ổng mới dòm dòm thì ổng biết là không phải người đó ông mới nghĩ dông ông mới thủ bùa ông nói thầm trong bụng nói ủa sao mà chỗ này dông nhiều như vậy mới đuổi cái dông chỗ hai cái mít mà bây giờ đi trên đường về có dông đứng gặp mấy đường nữa mà sao đứng gặp gặp cái đường mình cầm bùa vậy nó không sợ sao trời mà nó dám mà đứng ngang nhiên vậy để mình đi là gần của nó sao cái ông mới đi gần 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 gần, gần lại cái nó mất tiêu mất tiêu mà ông thầy bùa mà ông cũng ông cũng có, có năng lực chứ đâu phải không có đâu ông mới nói gan ha cỡ tôi mà cũng dám chiêu ghẹo ha cầm bùa vậy nó gặp bùa nó sợ nó chạy rồi ờ, ông mới đứng ông nói ông nói trời ơi dắt dưỡng á muốn xin ăn muốn cầu cái gì á thì tới ta gian sinh này Nó có người cho đứng chặn đường chặn lối ha thôi nghe bỏ nghe đây tôi không chặn đường chặn lối người ta nữa nghe lần này là tha đó ông nói dứt tiếng cái ông đi ông đi một đoạn cái ông nghe kêu Ê! thì ông mới quay mặt là ông dòm các bạn ta nói nó đu ở trên cái cây á à. nó đu ở trên cây mà nó thòng cái đầu nó xuống hai cái nanh nó mọc ngược nó thòng đầu thì nó ngược giống dòng cái chuối vậy đó hai cái nanh ngược lên vậy nè nó dòm ổng trời đất ơi cả ổng luôn cũng quăng đồ chạy luôn chứ đâu có dám mà 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 mà, mà sừng đâu ổng đâu có tựa ổng đâu có ngờ là là quỷ dữ vậy ổng chạy ổng chạy ta nói chạy gần chết luôn các bạn chạy qua cái đoạn đó mà đường cộ chạy ra ngoài cái mí đường ngoài đây à. thì ông mới chạy là cái chỗ cái bến đò một mực là cái ông đó ngủ rồi một hai là ông đưa tôi về liền ông đưa tôi về liền ông về bển ông bà cầu tứ ở đây thì không có biết không biết là cái đêm đó ông gặp những cái, cái hiện tượng đó mà cứ nghĩ trong lòng rằng á, là, là rồi xong rồi đó ông thầy ông đã tới và ông đã lập đàn rồi thì kể như vong hồn ở chỗ này nó không có ở nữa ông thầy em chắc chắn mà mà ông thầy này nói vậy ông có tiếng mà gia đình cứ đinh ninh cái điều đó mà không biết được rằng các bạn ngay cả ông thầy mà còn mắc dép chứ đừng có nói là là gia đình của ông bà cụ tư mà cái dòng quỷ đó ở trong đây giống như là cái đường cộ mà người ta cũng đi qua lợi nhiều con cái có công việc người ta mới đi còn bình thường ít người ở nó cái hơi người sống không có có thì cây cối rậm rạp nhiều đồ ánh mặt trời Đâu có chiếu xuống được nhiều đâu Thích hợp cho cái con quỷ này nó ở Nó ở rồi ta nói Trời đất ơi các bạn nó làm dữ lắm Thì nó làm như thế nào Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào hôm sau Cái phần cuối của câu chuyện à, Còn bây giờ thì Bảo xin chào à, Chúc mọi người có một đêm ngon dắt à, Mọi người nhớ nha mọi người à, Dành ra 3 giây để like kênh Giúp cho kênh của Bảo có tương tác À, mắc tương tác đâu thời gian trước cũng gần cả tháng á các bạn cho nên bây giờ rất là khó để mà kéo lại những cái tương tác đó à, cho nên là bảo nhờ các bạn à, giúp bảo một tay để giữ lại cái tương tác cho kênh rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại